tình dục gốc Việt bị cảnh sát bắt giữ lần thứ hai khi đang được tại ngoại hầu tra vì đã tiếp tục có hành vi bất chánh với trẻ vị thành niên. Cảnh sát Campbell nhận được tin báo về mối quan hệ giữa Douglas Lê, 27 tuổi, với một vị trẻ thành niên bắt đầu trên ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Điều tra cho thấy có ít nhất là hai dịp vào tháng 9 năm 2018, Lê đã sắp xếp gặp gỡ nạn nhân để mà quan hệ tình dục. Mặc dù là biết tuổi của nạn nhân, nhưng Lê vẫn tiếp tục liên lạc để dụ dỗ em làm chuyện người lớn. Douglas Lê bị bắt giữ tại tư gia ở Campbell vào ngày 17 tháng 10. Anh ta bị đưa trở lại nhà tù ở quận Santa Clara, đối diện với các cáo buộc hai tội danh kê gian, hai tội danh liên lạc trẻ vị thành niên để mà quan hệ tình dục và hai tội danh sắp xếp gặp gỡ trẻ vị thành niên nhằm thỏa mãn tình dục. Dựa vào tiền án hình sự của ông Lê thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội khác nhau, đặc biệt quan tâm đến trẻ vị thành niên, chúng tôi quan ngại rằng còn nhiều nạn nhân nữa liên quan đến hành vi quan hệ tình dục của ông ta. Chúng tôi đánh giá cao việc nạn nhân đã lên tiếng và muốn khích lệ những nạn nhân khác cũng làm theo như vậy. Cảnh sát Campbell cho hay, nhà chức trách kêu gọi công chúng cũng cung cấp thêm thông tin liên quan đến Douglas Lê và số 408-871-5190. Nghi can gốc Việt từng là giáo viên và là huấn luyện viên điền kinh ở tại trường trung học Gilroy vào tháng 4 năm 2016. Cảnh sát San Jose vào tận trường bắt giữ Lê sau khi phát giác ra anh ta lên mạng trực tuyến giả dạng làm quen, dụ dỗ các em thiếu niên gửi hình ấu dâm. Trong vụ này, Lê đối diện với hai cáo buộc là dụ dỗ trẻ em. Người Việt muốn sang Mỹ dạng EB-5 phải chứng minh nguồn tiền như thế nào? Người Việt muốn sang Mỹ dạng EB-5, tức là đầu tư tại Hoa Kỳ, thì phải có chứng minh được nguồn tiền hợp pháp. Sau đây là một số cách chứng minh nguồn tiền EB-5 mà phía Mỹ đưa ra. Ai có quan tâm đầu tư vào Mỹ thì cần tham khảo. Mỗi nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng số tiền của họ đang đầu tư tại Hoa Kỳ là thu được một cách hợp pháp. Có nhiều cách khác nhau để chứng minh tính hợp pháp của nguồn tiền. Điều quan trọng là phải cho thấy được cả cái gốc và đường đi của nguồn tiền đó tính đến thời điểm đưa vào đầu tư. Sau đây là một số cách chứng minh nguồn tiền EB-5 mà USCIS đã đưa ra thảo luận trong một hội nghị vào đầu năm 2015. Điều thứ nhất đó là thu nhập cá nhân. Nếu nguồn thu nhập đến từ công việc, USCIS gợi ý là những bằng chứng thu nhập được dùng để chứng minh như lý lịch cá nhân, giấy xác nhận lao động như là hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, giấy xác nhận lương, tờ khai thu nhập, biên lai thuế thu nhập cá nhân, sao kê ngân hàng để hiện số tiền đã gửi vào. USCIS nhấn mạnh tầm quan trọng của các giấy tờ được chứng minh từ bên thứ ba, ví dụ như là sao kê ngân hàng thể hiện khoản lương gửi vào hoặc là giấy xác nhận việc làm được ký bởi công ty đương đơn sẽ đáng tin hơn tờ khai thu nhập của chính đương đơn. Điều thứ hai đó là thu nhập từ đầu tư chứng khoán hay là cổ phiếu. Nếu thu nhập đến từ việc đầu tư chứng khoán, cổ phiếu thì những chứng từ sau có thể được dùng để chứng minh nguồn tiền. Thứ nhất đó là chứng chỉ chứng khoán hay là cổ phiếu. Chứng từ thể hiện qua việc mua chứng khoán, cổ phiếu từ thời điểm ban đầu. Bằng chứng việc đầu tư, thuế thu nhập cá nhân cũng như là chứng từ thể hiện việc bán lại cổ phiếu đó. USCIS cũng lưu ý rằng nhà đầu tư khi tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện EB-5 cần chứng minh được số tiền dùng để mua chứng khoán hoặc là cổ phiếu là hợp pháp và thuộc sở hữu thực của nhà đầu tư. Khoản tiền đầu tư 500.000 USD phải thực sự đến từ việc bán chứng khoán hoặc là cổ phiếu đó. Điều thứ ba đó là về bất động sản. Chứng minh nguồn tiền đầu tư đến việc bán bất động sản bao gồm những chứng từ như sau: chứng từ xác định chủ quyền, biên bản thẩm định giá trị bất động sản, hợp đồng mua bán bất động sản và chứng từ thể hiện việc thanh toán khi mua hoặc là bán bất động sản, chứng từ thuế hoặc là được miễn thuế, biên lai xác nhận nhà đầu tư đã huy động nguồn vốn từ việc bán bất động sản để đầu tư vào dự án. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần lưu ý một vài điểm trong cách chứng minh bất động sản như là việc xác định giá trị thật của bất động sản là rất quan trọng
và sự thiếu đồng nhất giữa hợp đồng mua và bán. Ví dụ như đương đơn mua một miếng đất, sau đó xây nhà và tiền bán được xác định bởi giá trị căn nhà, thì giá bán nên được giải thích một cách rõ ràng. Nếu một tài sản đã từng được thế chấp trước đó, USCIS cần xem là những tài liệu thể hiện khoản vay thế chấp đã được thanh lý nợ trước khi bán. Nếu không thì quá trình bán đó được xem như là để trả nợ thế chấp và không sử dụng được vào việc tham gia dự án đầu tư EB-5. Điều thứ tư đó là thế chấp bất động sản. USCIS lưu ý rằng chứng từ sử dụng cho chứng minh nguồn tiền thông qua việc thế chấp là: thứ nhất đó là hợp đồng cho vay và hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, biên bản thẩm định giá và những giấy tờ khác chứng minh việc chuyển tiền từ ngân hàng sang đương đơn. USCIS nói rằng nếu đương đơn vay thông qua một tài sản không thuộc sở hữu của đương đơn thì USCIS sẽ không chấp nhận khoản đầu tư đó theo mục 8 của CFR 2046. Điều thứ năm đó là vốn vay từ công ty. Những chứng từ liên quan đến công ty cần được cung cấp khi đương đơn sử dụng phương án chứng minh nguồn đầu tư đến từ vốn vay của công ty, như là giấy đăng ký kinh doanh của công ty, hợp đồng vay giữa công ty và đương đơn, biên lai đóng thuế hàng năm của công ty, báo cáo kiểm toán hàng năm của công ty và sao kê ngân hàng của công ty, cũng như là báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp và giấy xác nhận việc làm nếu đương đơn làm thuê cho một công ty nào đó. Điều thứ sáu đó là tài sản cho tặng. Về vấn đề tài sản cho tặng thì phải chứng minh được nguồn tài sản nhà đầu tư được tặng là tài sản hợp pháp. Ví dụ như là kiếm tiền để dành cho con. Đối với người cha, người mẹ thì phải có tài liệu hoặc là có bằng chứng liên quan đến nguồn thu nhập của cha mẹ chứng minh rằng đó là nguồn thu nhập hợp pháp và giờ tôi tặng lại cho con cái của tôi để mà đầu tư. Chứng minh nguồn vốn là một bước ngoặt rất là quan trọng. USCIS đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích liên quan đến chứng từ chứng minh nguồn tiền cho nhà đầu tư. Giải thích rõ ràng tất cả các mâu thuẫn trong tài liệu cung cấp. USCIS có thể chấp nhận một vài thiếu sót trong hồ sơ, nhưng nếu không được giải thích cụ thể thì sẽ có bất lợi cho nhà đầu tư. Nếu một số giấy tờ nhà đầu tư không thể cung cấp, hãy giải thích được lý do là tại sao và cung cấp bằng chứng của việc không thể đó với sự làm chứng của bên thứ ba là cơ quan chức năng có thẩm quyền. Xem xét giá trị của bằng chứng mà bạn mang ra để chứng minh, ví dụ như là bằng chứng từ bên thứ ba sẽ khách quan hơn so với bằng chứng từ chính nhà đầu tư, bạn bè hoặc là thành viên trong gia đình hoặc là những người có mối quan hệ thân cận với bạn. Đảm bảo rằng tất cả tài liệu mà nhà đầu tư cung cấp có kèm đầy đủ bản dịch và không dịch một nửa giấy tờ. Hỏi và trả lời. Trong phiên hội đàm, USCIS nhận được một vài câu hỏi, tuy nhiên các viên chức không đưa ra các hướng dẫn cụ thể bởi mỗi câu trả lời cần gắn với đặc cảnh riêng của từng trường hợp hồ sơ. Câu hỏi thú vị nhất trong buổi hội đàm đó là liệu USCIS có chấp nhận khoản vốn tham gia định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 nếu từ việc vay thế chấp cá nhân thay vì vay ngân hàng. USCIS không đưa ra xác nhận là có được hay là không mà chỉ trả lời rằng là họ sẽ xem xét đến trường hợp này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.